đây hàng Tây Ban Nha về quá ư là nhiều luôn, gồm những em Paula Rena và những em L. Loren và tất cả những em Marina and Paul. Thì mình sẽ quay một clip ngắn ha, cho đây, mời các bạn cùng xem này, đó là những em búp bê gì nha. Đây là búp bê Paula này, rất là nhiều luôn, mình sẽ quay một cách rất là ngắn gọn. Đây là những em Paula siêu nhiều luôn. Thì năm thì thời điểm này bên mình có chính sách giá mới á, 700, 720, 700, 720, 750 đối với từng em Paula Rena nha. Có nghĩa là khi mà khách mua lẻ từng em thì sẽ có giá là 720 và 750 đối với có pyjama. 720 là chưa có pyjama thì mình vẫn free ship nha, free ship Hồ Chí Minh. Còn dĩ nhiên là khi ship tỉnh thì nhờ khách hãy hỗ trợ cho bên mình một ít phần phí ship là chỉ có 15k thôi ạ. Còn khi khách mua set thì là sẽ có giá là 700 khi mình mua thêm quần áo hay giày dép nha. Còn đây là những em Paula Mini nè, đây là những em Paula Mini này rất là xinh xắn luôn. Thì những em này có giá là 850.000. Free ship Hồ Chí Minh, tỉnh thì chỉ có 15.000 thôi ạ. Đây là những em Paula Mini. Trời ơi quá ư là nhiều luôn. Ui em này đen thui rất là xinh luôn, rất là đáng yêu nha. Rồi một thùng đầu tiên ạ, và đây tiếp tục sẽ là thùng thứ hai. Thùng thứ hai là gồm những gì nè? Thùng thứ hai. Wow, những em L. Loren rất ư là xinh xắn đây. Đây là những em L. Loren cực kỳ xinh xắn. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Một L. Loren này cỡ 36cm ạ. Tiếp theo là một em L. Loren nữa này. Wow, em này nha, em L. Loren này nữa nè. Tất cả những em này đều bận bộ đồ rất là xinh luôn. Cả nhà có thể thấy nha. Quần áo, giày dép, tất cả đều bằng chất liệu vải lông mềm rất là xinh xắn. Và mỗi em đều có cái nắp hộp như thế này á, rất là đẹp luôn. Bởi vậy đi làm mua về để tặng cho con hay là làm quà tặng cho bạn bè, con cháu mình yêu quý thì cực kỳ gọi là có giá trị luôn ấy. Một thùng thứ ba sẽ là những em L. Loren có kích thước to hơn. Wow, những em này là tới tận 40cm ạ. Đây ạ, mình để cho cả nhà xem nha. Đây là 40cm nè. Và đây là 36cm nha. Hai size cỡ trên nhau 4cm. Wow, siêu nhiều luôn. Rồi, đây là một L. Loren nữa nè, 40cm. Eo ơi, quá xinh luôn. Còn một em nữa. Đây, một em này nè, L. Loren 40cm. Đợt này mình về rất là nhiều luôn ấy ạ. Rồi, sau đây lại là Paula Rena. Paula Rena. Ok, Paula Rena qua góc kia đi. Qua góc kia nè. Mời mời trợ lý qua. Trợ lý quay phim. Qua góc kia. Paula Rena, đây là những cái bản mới, mới nhất luôn nha. Ôi, đây một em tóc dài, một em tóc xù. Trời ơi, quá trời luôn, rất ư là xinh xẻo. Tất cả những em này thì dạng full bóc ạ. Thì có giá từ 1.250.000 đến 1.600.000 thì là tùy theo mẫu. Tất cả đều có bóc nha cả nhà. Tất cả đều có bóc đấy ạ. Đây rất là xinh luôn. Rất là đáng yêu luôn ấy ạ. Cả nhà có thấy không? Những em này rất là đáng yêu luôn. Wow, kỳ này á, mình về Paula vẫn rất là nhiều luôn. Mời cả nhà ủng hộ nha. Nếu cả nhà comment ngay dưới phút này thì mình sẽ có chương trình ưu đãi hơn dành cho cả nhà đấy ạ. Nào là Kala, Carol, Manica, rất nhiều luôn. Rồi một cái thùng thứ tư nha. À thùng thứ năm luôn ấy chứ. Thùng thứ năm. Trời ơi, Marina and Paul. Bự dã man luôn. Marina and Paul. Đây mình sẽ để đây nha. Ngập lối luôn rồi. Marina and Paul. Wow, bé này Antonio rất là xinh nhá. Antonio tiếp nha. Một chàng trai quá ư đẹp trai. Rất là đẹp trai luôn. Này phải 40cm. Đây nguyên couple luôn ấy ạ. Một thùng cuối cùng. Một thùng cuối cùng là những em Antonio. À bé này xinh nè.
bé này rất là đáng yêu nha. Đấy, rất là đáng yêu luôn. To ơi là to luôn. Antonio. Nhiều giả ma luôn, cái hộp rất là xinh, hộp rất là thơ mộng, thiết kế ngôi nhà. Bé này nữa, rất là đáng yêu á. À, đợt này mình về có hai box này. Đây, những cô nàng rất là hot nha. Cô nàng này là bữa giờ nhiều khách hỏi lắm luôn. Thật sự thì cái hàng này mình đợi rất là lâu luôn. Có chút phiêu bạt giang hồ ở nước ngoài, bởi vậy nên hôm nay mới về luôn. Rồi, mời cả nhà cùng xem lại cái shop của bên mình nha. Đây à. Trời ơi, không biết để đâu luôn. Rồi, cả nhà thích em nào cứ việc comment bên dưới. Mình sẽ báo giá cụ thể từng bán nha. Cảm ơn cả nhà ạ.